Tư sư tổng luân hồi đến khi đắc sơ quả Tư Đà Hoàng, thì có phải thực hiện thiện pháp xuất gia Barami trong đúng giáo pháp của Đức Thế Tôn hay ngoại đạo không? Có thể nào không cần xuất gia mà vẫn đắc trong tổng luân hồi? Thứ nhất là ở trong Milindapanha thì bất kỳ một vị nào chứng đắc thánh quả, dù là cư sĩ hay tu sĩ, thì trong kiếp quá khứ vị đó bắt buộc đều phải từng xuất gia. Chưa từng xuất gia là chưa đủ điều kiện. Cái thứ hai là xuất gia là phải xuất gia trong giáo pháp của Thế Tôn, xuất gia trong ngoại đạo không tính. Nhớ điều đó. Hoặc là mình xuất gia nhưng mà nó không có xu hướng theo ngoại đạo, tức là trong thời kỳ không có giáo pháp của Thế Tôn, thì vị đó có thể sống đời sống xuất gia, nhưng mà đời sống xuất gia của vị đó vẫn là phải là đời sống giữ năm giới. Nói nó hơi kỳ, nhưng mà nó khó ở chỗ là ở trong thời kỳ không có giáo pháp của Thế Tôn, vị đó sống đời sống xuất gia, mà đời sống xuất gia đó phải tương ứng với đời sống xuất gia trong thời kỳ giáo pháp của Thế Tôn thì nó mới tính. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.